Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Những ngày cận Tết, mai tặc lộng hành nhiều nơi tại Trà Vinh khiến nhiều người dân bức xúc. Phản ánh của khán giả Thu Quỳnh có số điện thoại 0765 và số cuối 482. Việc cấm biển thiếu tế nhị đã gây phản cảm tới du khách trên bãi tắm Ba Làng, thành phố Nha Trang. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 và số cuối 914. Tại Đồng Tháp, người dân điêu đứng vì mùi hôi thải ra từ công ty thủy sản tấn công ngày đêm. Phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Thủy có số điện thoại 0923 và số cuối 548. Một chiếc cầu được coi là vĩnh cửu nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân vùng sâu, vùng xa thuộc huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vừa đưa vào khai thác không lâu đã có biểu hiện xuống cấp và hư hỏng. Phản ánh của khán giả Minh Lý có số điện thoại 0773 và số cuối 113. Một lão nông An Giang mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng đem lại kết quả đáng mong đợi. Phản ánh của khán giả Trung Phong có số điện thoại 0358 và số cuối 297. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với phản ánh của khán giả Thu Quỳnh có số điện thoại 0765 và số cuối 482. Khán giả này cho biết, ngày 17 tháng 12 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Duyên Hải, Trà Vinh đã mời Phạm Tri Nghĩa, 31 tuổi, ngụ ở khóm 5, thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tạm trú tại ấp Rồng Giếng, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, và Lâm Văn Dầu, 39 tuổi, ngụ ở ấp Mai Hương, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, lên cơ quan công an làm việc về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 13 tháng 12, Dầu là vợ của Nghĩa, điều khiển xe mô tô chở Nghĩa lưu thông từ hướng xã Dân Thành về phường 1, thị xã Duyên Hải, theo sự chỉ đường của Nghĩa để tìm các cây mai lấy trộm. Khi đi đến đoạn thuộc khóm Long Thạnh, phường 1, thì phát hiện nhà ông Nguyễn Văn Minh, 57 tuổi, ngụ ở địa chỉ trên, có nhiều cây mai, nên đã lẻn vào lấy trộm một cây, rồi đem về quán nhậu của Nghĩa cất giấu. Đến sáng 14 tháng 12, ông Minh phát hiện bị mất trộm mai, nên trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan công an, Nghĩa và Dầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận trước đó đã lấy trộm 9 cây mai khác và 2 cây xanh trên địa bàn huyện Cầu Ngang và thị xã Duyên Hải. Hiện vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Duyên Hải đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, biển Nha Trang động rất mạnh. Để đảm bảo an toàn, ngành chức năng đã cấm biển tại bãi tắm Ba Làng. Tuy nhiên, theo khán giả Vũ Văn Hội, có số điện thoại 0904 và số cuối 914, thì do việc cấm biển thiếu tinh tế đã gây phản cảm tới du khách. Nằm trên tuyến đường biển Phạm Văn Đồng, Nha Trang, bãi tắm Ba Làng thu hút rất đông du khách nước ngoài ra tắm biển thường xuyên trong những ngày cao điểm. Tuy nhiên, do những ngày này biển động mạnh, xung quanh vị trí bãi tắm được ngành chức năng cấm biển bằng cách cho răng những sợi dây thừng to lớn kéo ngang kéo dọc, dàn cột bằng các viên đá trẻ, bít các lối đi tam cấp dẫn xuống biển. Thế nhưng, việc làm này đã vô tình tạo ra một cảnh tượng trông rất mất mỹ quan, khiến nhiều du khách muốn ra dạo biển hoặc nằm phơi nắng trên bãi cát buộc phải leo qua những sợi dây thừng cột chằng chịt ngang dọc. Đáng nói khi nhiều người cố tình băng qua bị vấp ngã do vướng vào dây thừng, tạo nên hình ảnh rất phản cảm trong mắt du khách, nhất là những người đi đường khi chứng kiến. Để trả lại nét đẹp cho bãi tắm có rất đông du khách, rất mong ngành chức năng bãi biển nơi đây đặt các biển cảnh báo, cử nhân viên trực tại các bãi tắm như tại các bãi tắm Hòn Trồng và bãi tắm đường Trần Phú. Nhất là sớm tháo dỡ các sợi dây thừng phản cảm như phản ánh.
Hồ Chăm Bề khi phải chung sống với mùi hôi thối tỏa ra do một công ty thủy sản đóng trên địa bàn xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp xả thải thẳng ra môi trường. Đó là thực trạng mà hàng chục hộ dân ở xã Hòa Phong đang phải đối mặt. Các hộ gia đình sống gần khu vực này cho biết, thậm chí dù có cách xa hơn 100 mét cũng vẫn bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, theo khán giả Nguyễn Văn Thủy, có số điện thoại 0923 và số cuối 548, thì hoạt động kinh doanh của các hộ gia đình đành phải dừng lại. Nhiều người thân trong gia đình đang bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Hơn 2 tuần nay, hàng chục hộ dân sinh sống gần công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hải Trung Kim ở ấp Tân Bình, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp rất bức xúc với mùi hôi thối bốc ra trong quá trình sản xuất thủy sản của công ty. Đến nay, công ty đã khắc phục được việc xả thải môi trường, có xây dựng bể chứa nước thải. Tuy nhiên, mùi hôi thì vẫn còn nồng nặc, nhất là những lúc trời nắng to. Dù các hộ gia đình sống cách xa khu vực này cả 100 mét vẫn không thể chịu nổi mùi hôi khi công ty hoạt động. Cách ngang cái tiệm, cái chỗ làm cá tôm đó là khoảng chừng 150 mét. Nhưng mà nói chung ra ngày nào cũng phải gánh chịu cái chuyện mà hôi thối hết. Có khi chở xác thối, rồi chở nước, rồi xả thải, nó xả dài trên lộ vậy đó. Đối với chị Ngô Thị Đài Trang, nhà cạnh bên công ty, thì từ lúc công ty hoạt động trở lại cũng là lúc hoạt động kinh doanh của chị buộc phải dừng lại do không thể chịu được mùi hôi thối từ phía công ty. Bên á là kể như là thúi 24/24 luôn. Nó thúi mà nó tanh ha là ói chết được luôn á. Ban đêm nó vô nhà ha, nhà tôi có phòng đó, nó vô phòng nó thúi mà ngửi vô hay là rất là đau họng. Thời gian đây là ở xóm tôi ai cũng đau họng hết trơn á. Bốc ra từ phía công ty. Nhiều người dân cũng cho biết thêm. Công ty này đặt ống xả thải thẳng xuống sông. Đã xảy ra tình trạng bể ống dẫn đến ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng trực tiếp tới việc tưới tiêu, sinh hoạt của các hộ gia đình. Phía công ty cũng đã cam kết khắc phục tình trạng mùi hôi. Thế nhưng cho đến nay, mọi thứ đâu lại vào đấy. Dân vẫn kêu cứu, còn mùi hôi thì vẫn đang hoành hành. Theo khán giả Nguyễn Văn Thủy thì mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hải Trung Kim là chính đáng, tuy nhiên trong quá trình sản xuất cần đảm bảo được các yếu tố môi trường, không thể vì lợi ích của công ty mà ảnh hưởng tới đời sống của người dân xung quanh. Hàng chục hộ dân nơi đây đã có đơn kêu cứu gửi tới chính quyền địa phương các cấp, mong ngành chức năng sớm vào cuộc xử lý vụ việc, trả lại môi trường trong sạch cho người dân. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, người dân thuộc tổ dân phố Tây Yên, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh phải đi lại trên con đường xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng này gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân địa phương, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Khán giả Trường An có số điện thoại 0989 và số cuối 678 cho biết, mặc dù nhiều lần người dân phản ánh lên cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa có phương án nào giải quyết. Theo quan sát của khán giả Trường An, tuyến đường dẫn vào nhà máy nhiệt điện Vũng Áng có chiều dài hơn 2 km. Đoạn đường này bị xuống cấp nghiêm trọng. Ổ voi, ổ gà thì chi chít. Thậm chí, hai bên tuyến đường nhiều đoạn sụt lún nghiêm trọng, có chỗ lún sâu gần 1 mét, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm. Bên cạnh đó, hàng ngày có tới hàng chục chuyến xe lớn nhỏ lưu thông vào khu vực nhà máy nhiệt điện Vũng Áng. Nhiều phương tiện có trọng tải lớn như xe tải, xe ben di chuyển khiến mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà chằng chịt cả con đường, khiến người tham gia giao thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Thậm chí có đoạn, ổ voi đã án ngữ hết cả lòng đường. Ngoài ra, các phương tiện qua lại liên tục tạo nên những ổ gà, ổ voi rất rộng và sâu, gây nguy hiểm, tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn. Có nhiều trường hợp người đi xe máy đâm phải những cục đá lớn hay trượt ngã giữa đường qua những ổ voi này.
quá bức xúc vì tuyến đường xuống cấp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, nên người dân tổ dân phố Tây Yên đã nhiều lần kiến nghị chính quyền các cấp, các ngành liên quan cần có biện pháp kịp thời sửa chữa tuyến đường này. Thế nhưng cho tới nay thì mọi việc vẫn rơi vào im lặng. Gửi phản ánh tới chương trình, khán giả Trường An đại diện cho người dân tổ dân phố này rất mong các ban ngành chức năng nhanh chóng vào cuộc, có biện pháp khắc phục để bà con đi lại và thông thương hàng hóa được thuận tiện, dễ dàng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Cũng tại Hà Tĩnh, một chiếc cầu được coi là vĩnh cửu nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân vùng sâu, vùng xa thuộc huyện miền núi Hương Sơn vừa được đưa vào khai thác không lâu đã có biểu hiện xuống cấp và hư hỏng. Clip phản ánh về thực trạng này được khán giả Minh Lý qua số điện thoại 0773 và số cuối 113 ghi lại, cung cấp tới chương trình. Theo quan sát thực tế tại hiện trường, thì toàn bộ bề mặt bê tông phần ta luy dương ở hai đầu dẫn lên cầu đã xuất hiện những vết nứt khá sâu, chạy dài từ đầu đường dẫn vào thân cầu khoảng 8 mét mỗi bên. Điều đáng nói là cọc cột tiêu giới hạn độ rộng của cây cầu này đã bị nước khoét sâu xuống tận đáy cột. Chỉ cần một tác động nhẹ là có thể bị đổ ra mặt đường. Từ đó có thể nhận thấy rõ chất lượng của công trình này là như thế nào. Cầu Chợ Cầu được xây dựng trên trục đường liên xã thuộc địa phận xã Sơn An đi Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Cầu có độ dài 27,9m, mặt cầu rộng 5,5m. Cao trình tính từ mặt nước lên là 5,5m, tài trọng 15 tấn, được nhà nước đầu tư xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân vùng sâu, vùng xa thuộc huyện miền núi Hương Sơn. Tuy nhiên, cầu vừa mới xây xong được 6 tháng thì đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Làm rất là ẩu, làm dối, xi măng thế này. Trụ cầu đây là cọc tiêu bảo theo tìm hiểu của khán giả Minh Lý thì công trình cầu Chợ Cầu có vốn đầu tư 2,4 tỷ đồng do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Trường Thịnh có trụ sở đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm thi công. Cầu được bắc qua một khe nước được người dân địa phương đặt tên là cầu Chợ Cầu, nối liền xã Sơn An với xã Sơn Tiến. Trước việc cầu nhanh xuống cấp như trên, đề nghị cơ quan có trách nhiệm cần vào cuộc tìm hiểu, điều tra làm rõ. Thưa quý vị, nhà thờ Khoái Đồng với bóng dáng rêu phong cổ kính của mái vòm chính, ngọn tháp chuông cao sừng sững giữa trung tâm thành phố Nam Định là nơi sinh hoạt tôn giáo của hàng ngàn giáo dân và là một điểm tham quan không thể thiếu mỗi khi du khách về với thành Nam. Đây cũng là dấu tích tâm linh lịch sử để nhắc nhở mọi người, nhất là vào dịp lễ Giáng sinh trong tháng 12 mỗi năm. Ngoài cái tên Khoái Đồng thì nhiều người còn biết đến nhà thờ này với cái tên trùng với tên của ông già Noel. Hiện nay, nhà thờ Khoái Đồng đang khẩn trương trang hoàng để đón mừng một Giáng sinh an lành 2019. Cùng tìm hiểu không khí hối hả và ý nghĩa của nhà thờ này qua ghi nhận của khán giả Minh Vũ, có số điện thoại 0912 và số cuối 950. Nhà thờ Khoái Đồng có diện tích 5.800m2, được khởi công xây dựng năm 1934 cùng với Giáo hoàng chủng viện Thánh Ametoka, nay là trường giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Cử và trường sư phạm Saint Thomas, nay là trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến. Nhà thờ được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic cổ, được coi là một trong những kiến trúc độc đáo bậc nhất tại Việt Nam, với mái vòm cong được nâng đỡ, với hệ thống xà bằng xi măng uốn lượn theo mái tạo ra thế vững chãi. Giữa chính cung thánh cao nhất là tượng thánh Nicholas, xung quanh bức tường là những cột trụ được tạc công phu, tượng những vị thánh như là thánh Patrick, thánh Peter hay thánh Giuse. Nhà thờ Khoái Đồng
với bóng dáng rêu phong cổ kính của mái vòm chính, ngọn tháp chuông cao sừng sững giữa trung tâm thành phố Nam Định, nơi sinh hoạt tôn giáo của hàng ngàn giáo dân và là một điểm tham quan không thể thiếu mỗi khi du khách về với thành Nam. Và cũng là dấu tích tâm linh lịch sử để nhắc nhở mọi người, nhất là vào dịp lễ Giáng sinh trong tháng 12 mỗi năm. Nhà thờ Khoái Đồng thuộc giáo phận Bùi Chu, tọa lạc tại số 127 đường Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định. Đây là vị trí trung tâm thành phố, giới hạn bởi các phố Trần Tế Xương, đoạn bờ hồ, Nguyễn Du, Bắc Ninh kéo dài và Lê Hồng Phong, đoạn trung tâm văn hóa thanh thiếu niên, lọt top 10 nhà thờ đẹp và cổ kính nhất của Việt Nam. Nhà thờ Khoái Đồng cùng với nhà thờ Chánh Tòa của Đà Lạt là hai nhà thờ duy nhất ở Việt Nam thờ Thánh Nicholas, một vị thánh mà theo truyền thuyết Thiên Chúa giáo chính là ông già Noel, nhân vật đóng vai trò như là một nhân tố gắn liền với mùa lễ Giáng sinh, giống như cây thông Noel. Thưa quý vị, từ lâu thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp đã được mệnh danh là thủ phủ của làng hoa miền Tây, bởi ở đây quy tụ vô số vườn hoa độc đáo và lạ mắt. Và một trong những vườn hoa đã và đang nhận được sự quan tâm của nhiều du khách nhất trong thời gian gần đây là vườn hồng cỏ Mai Bách Hoa. Khán giả Ba Tĩnh có số điện thoại 0923 và số cuối 288 cho biết, đến với vườn hoa này, du khách sẽ choáng ngợp bởi nơi đây tập hợp hơn 100 giống hoa hồng quý hiếm các loại trong nước và ngoài nước. Nằm cách thành phố Sa Đéc chưa đầy 8 km, vườn hồng cỏ Mai Bách Hoa được xem là địa chỉ thú vị để những tín đồ yêu thích, mê mẩn trước vẻ đẹp của hoa hồng, có cơ hội ngắm nhìn và trải nghiệm. Khuôn viên rộng hơn 6.000 m2 này chính là nơi hội tụ của hơn 100 giống hoa hồng khác nhau, đa dạng về màu sắc, kiểu dáng và xuất xứ. Trong đó, ngoài những loài hồng đặc trưng của Sa Đéc như hồng lửa, hồng nhung, thì phần lớn các giống hoa hồng tại vườn đều được nhập từ các nước như Anh, Trung Quốc, Nga, có thể kể đến như hồng Sauti, hồng Gallicas, hồng xanh. Ở đây hiện tại thì mình chủ yếu là nhân giống bằng cái phương pháp chiết và ghép cành. Thì chiết thì chủ yếu là chiết những cái giống mà hiếm, giống những giống mà ít thì vườn sẽ tiến hành chiết để nhân giống, nhân số lượng lên. Để chăm sóc tốt hoa hồng ở những khu vực không có khí lạnh, với khí hậu mở miền Tây như thế này, đòi hỏi người làm vườn phải biết cách tưới nước, bón phân hợp lý theo từng giai đoạn. Bên cạnh phát triển thêm nhiều giống mới, để bảo tồn và nhân giống một số loài hoa hồng quý hiếm, nhà vườn còn tự cho chiết, ghép, nhằm đa dạng hơn nữa vườn hoa hồng. Ở đây mình có khoảng là dạng đạt đỉnh thì nó sẽ có màu trắng thì... Nhân tiện ngày hôm nay đi thăm vườn hoa Sa Đéc thì có phải phá ra vườn hồng này và cảm thấy rất là thú vị khi mà ở đây có nghe nói là hơn 100 loại hoa hồng nữa cơ. Ngoài hồng nhung đặc trưng của Sa Đéc thì ở vườn có một số hoa hồng độc lạ như hồng ba màu, từ lúc nở đến lúc tàn sẽ có ba màu khác nhau. Lúc nở màu vàng, nở rộ, đạt đỉnh sẽ có màu cam pha đỏ, có lúc tàn sẽ chuyển sang màu trắng. Trong khi nhiều nhà vườn trồng hoa tập trung nhiều chủng loại khác nhau, thì tại vườn hồng này chỉ tập trung chủ yếu khoe sắc các chủng loại hồng, cũng từ sự độc đáo này mà thu hút nhiều khách tham quan. Dù là một lão nông thuần túy tại xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, nhưng ông Nguyễn Văn Gom đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng. Đến nay đã bước vào vụ thu hoạch thứ ba, mang lại kết quả rất đáng phấn khởi. Ghi nhận của khán giả Trung Phong có số điện thoại 0358 và số cuối 297. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Với diện tích hơn 1.000 m2, ông Nguyễn Văn Gom đã xây dựng hệ thống nhà màng với quy trình trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, kết hợp hệ thống tưới nước nhỏ giọt theo công nghệ Israel. Đây là hệ thống tưới nước tự động kết hợp với phân bón được hòa sẵn vào trong nước và bón từng gốc dưa. Cách tưới này đáp ứng tốt cho từng giai đoạn sinh trưởng của cây và ít tốn công lao động. Mình trồng ở trong nhà màng á, là nó giảm tối thiểu về sâu bệnh, cái chi phí nó thấp, cái lợi nhuận nó mới cao được. Còn nếu mà trồng ở ngoài, cũng trồng như trồng giá thể như vậy thì ở ngoài không có thu hoạch được. Là tại vì côn trùng
nó tấn công với nấm bệnh này này kia, nó tấn công là không có thu được. Dưa lưới trồng khoảng 75 ngày sẽ bắt đầu thu hoạch. Mỗi đợt thu hoạch với sản lượng trung bình gần 3,5 tấn dưa với giá bán dưa lưới loại 1 khoảng 32.000 đồng một cân, dưa lưới loại 2 là 20.000 đồng một cân. Được một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh bao tiêu sản phẩm. Sau khi trừ vốn đầu tư về hạt giống, gieo trồng, nhân công, chi phí, khấu hao thiết bị, thu lãi từ nhà màng trồng dưa lưới gần 50 triệu đồng một vụ. Lứa dưa này là chú trồng lứa dưa thứ 3. Còn cái sản lượng thu thì thấp nhất là nó cũng tầm 3 tấn. Còn cái đỉnh mà cao nhất thì độ tầm khoảng 3 tấn 8. 3 tấn 7, 3 tấn 8 là đỉnh. Với tính cần cù, nhạy bén trong sản xuất, ông Nguyễn Văn Gom còn tiến hành trồng dưa lê vàng với diện tích 48m². Theo như ông chia sẻ, dưa lê trồng sau 65 ngày sẽ cho thu hoạch cùng đợt với dưa lưới, thu hoạch được gần 300kg, lợi nhuận mang lại gần 40 triệu đồng. Cái diện tích để trồng dưa lê này thì là diện tích của nhà ươm. Mà khi ươm xong thì chú đã trồng dưa lưới trong cái nhà màng lớn rồi. Thì bây giờ cái vườn ươm này bỏ trống thì ổn, thành ra chú mới tận dụng để trồng lại dưa. Thì cái này thì nó cũng cho cái lợi nhuận về kinh tế để mình phát triển ngày nó càng nâng cao hơn. Cái yếu tố mà để sản xuất dưa sạch là phải là cái nhà màng mình hạn chế tối thiểu về cái thuốc bảo vệ thực vật. Mình trồng ở trong nhà màng là để nó tránh cái sâu và nấm bệnh vi khuẩn, để mình không có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho cái dưa của mình nó ra thị trường cho người tiêu dùng nó an toàn. Những trái dưa lưới nặng trĩu với hình dáng đẹp cùng màu vàng rực lửa của lê trong nhà màng của ông Nguyễn Văn Gom đã cho thấy thành công mang lại khi ông đã thay đổi tập quán sản xuất, chịu khó tìm tòi, học hỏi và mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, góp phần mang lại giá trị kinh tế cho gia đình và chuẩn bị đón năm mới Canh Tí 2020 với niềm hân hoan, phấn khởi. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại những clip đã phát trong ngày hôm nay. Ngày 17 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Duyên Hải, Trà Vinh mời Phạm Chí Nghĩa, 31 tuổi, ngụ khóm 5, thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tạm trú tại ấp Rồng Giếng, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải và Lâm Văn Dầu, 39 tuổi, ngụ ấp Mai Hương, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, lên cơ quan công an làm việc về hành vi trộm cắp tài sản. Tăng vật thu được là 10 cây mai và 2 cây xanh. Phản ánh của khán giả Thu Quỳnh có số điện thoại 0765 3 số cuối 482. Nằm trên tuyến đường biển Phạm Văn Đồng, Nha Trang, bãi tắm Ba Làng thu hút rất đông du khách nước ngoài ra tắm biển thường xuyên trong những ngày cao điểm. Tuy nhiên, do những ngày này biển động mạnh, xung quanh vị trí bãi tắm được ngành chức năng cấm biển bằng cách cho răng những sợi dây thừng to lớn kéo ngang kéo dọc, dằn cột bằng các viên đá trẻ, bít các lối đi tam cấp dẫn xuống biển. Nhiều người cố tình băng qua dây ngang bị vấp ngã do vướng vào dây thừng, tạo nên hình ảnh rất phản cảm trong mắt du khách, nhất là người đi đường chứng kiến. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội của số điện thoại 0904 3 số cuối 914. Khán giả Nguyễn Văn Thủy có số điện thoại 0923 3 số cuối 548 phản ánh lên chương trình. Thời gian gần đây, các hộ gia đình sống gần khu vực công ty thủy sản đóng trên địa bàn xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đang kêu cứu khi phải chung sống với mùi hôi thối xung quanh công ty này xả ra môi trường. Thậm chí dù có cách xa hơn 100m cũng bị ảnh hưởng, hoạt động kinh doanh của các hộ gia đình đành phải dừng lại. Nhiều người thân trong gia đình đang bị ảnh hưởng sức khỏe. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi tới địa chỉ email góc nhìn khán giả a.vtc.gov.vn
hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.